Trạng sáng 2 tháng 10 tại Nghệ An ghi nhận một đợt lũ lớn đã quét qua địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ thuộc huyện Trảo Cao, Kỳ Sơn. Vào sáng cùng ngày, ông Thọ Bá Trê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết đợt lũ quét này đã gây thiệt hại nặng và ngập lụt nhiều nơi. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng nay, lũ bất ngờ đổ về và quét qua địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Sau đó, đến khoảng 2 giờ, một đợt lũ mới tiếp tục quét qua bản Hòa Ca, xã Tà Cạ. Thông tin ban đầu mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng có ít nhất 3 nhà bị lũ cuốn trôi, 50 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị lũ cày xới tàn hoang. Ông Thọ Bá Trê thông tin thêm, theo nhận định ban đầu, lũ quét đợt này do nước từ bên Lào đổ về.